hãy cùng đến với sự ngu người của một thanh niên. Lý thuyết và thực tế khác nhau như thế nào? À rồi. À. Vâng, như vậy là một ngọn lửa đang cháy và anh ta nói rằng là tôi chỉ cần xịt một phát nhẹ nhàng thôi thì sẽ dập tắt đám cháy này ngay. Và anh cùng xem. Vâng. Rồi. Rồi, tắt chưa? À. Vâng, chưa tắt. Ui đấy, xịt như thế này mà lại không tắt là thì thôi đấy. Đấy đúng không? Tắt chưa? Đấy, tắt ngay. Nói chung là đơn giản mà, thấy chưa? Thấy đồ anh, đồ của hãng anh ngon chưa? Rồi. Thôi đùa thôi giờ. Hết trời biểu diễn rồi, về đi. Tôi tin tức cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tôi tin tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.